Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía sau lưng tôi đây chính là tòa đại sứ quán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Đã nổ ra một thông tin rất mới, đó là việc ông Tổng đã bê lò đến Đức, sứ quán Việt Nam nháo nhào. Ngày hôm nay, báo chí tại Việt Nam đã đồng loạt lan tin sứ quán Việt Nam tại Đức cũng dính rất sâu vào vụ trấn lột kiều bào ở các chuyến bay giải cứu. Đây là thời điểm rất khó khăn với người Việt Nam ở nước ngoài, khi họ phải bỏ ra số tiền rất lớn để được về Việt Nam trên những chuyến máy bay đặc biệt mà tất cả đều phải thông qua Đại sứ quán Việt Nam bay về Việt Nam trong thời gian đó. Thông tin chính thức cho biết ông Lê Quang Long, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Phan Phuốt, Đức cũng đã bị điều tra về dính líu đến vụ làm tiền kiều bào ở đây. Số lượng tiền khả năng là rất lớn vì lượng kiều bào ở Đức trong thời gian vừa qua cũng phản ánh rất nhiều về việc họ đã phải đóng tiền với một con số đáng kinh ngạc để có một chỗ trên chuyến máy bay từ Đức về Việt Nam. Và ngay tại tòa đại sứ này, ông tham tán Phạm Hoàng Tùng, cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin cũng đã ăn rất đậm. Thông tin này được báo chí trong nước lan tỏa trong ngày hôm nay đã gây sửng sốt đối với kiều bào Việt Nam tại Đức. Cũng tại nơi đây, tại tòa đại sứ quán Việt Nam tại Đức, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện gặp gỡ kiều bào giao lưu trong và ngoài nước, cũng như các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi họ sang đến đây đều khuyên kiều bào Việt Nam ở đây hãy sống và làm việc theo pháp luật của Đức. Nhưng cuối cùng thì chính những quan chức đó khi về nước đã bị phát hiện ra họ đã tham nhũng hàng tỷ đồng, tiền mồ hôi, nước mắt của người Việt Nam ở nước ngoài đã phải đóng cho họ để họ có thể được về nước. Cũng thời gian đó, các văn phòng dịch vụ trong các khu trung tâm thương mại, các chợ ở Berlin và các nơi hoạt động hết công suất. Và họ có nhiệm vụ môi giới các con mồi, tức là những người Việt Nam gặp khó khăn, hoàn cảnh lúc đó, để đưa vào Đại sứ quán Việt Nam cũng như Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phan Phuốt để chạy một suất bay về Việt Nam. Điều này đã gây nên công phẫn rất lớn của kiều bào Việt Nam tại Đức, vì những quan chức ở đây làm việc trong các tòa đại sứ quán Việt Nam ở Đức, mặc dù họ đã hưởng tiền lương là tiền thuế của người dân Việt Nam đóng góp, nhưng họ vẫn muốn làm giàu bằng bất cứ hình thức nào khi có cơ hội. Và tệ hại hơn là ngay lúc đó khi kiều bào đang gặp vô vàn khó khăn. Nhiều gia đình đã miêu tả họ có người ốm hoặc người chết ở Việt Nam, họ đã phải bay về Việt Nam trong thời gian đó, đã phải nộp tới 4 đến 5 ngàn euro để mua một suất lên máy bay. Vậy câu hỏi đặt ra là số tiền đó đi đâu? Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam, những ai đã được chia số tiền này? Và liệu cái lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt sang đây có hai cán bộ hay tiếp tục sẽ tìm hiểu, điều tra thêm những cán bộ khác, thậm chí đến đại sứ của Việt Nam tại Đức ở thời điểm đó? Đó là ông Nguyễn Minh Vũ và sau này là ông Vũ Quang Minh. Dư luận bà con tại Đức và các nước cũng cho rằng rất mong muốn Đảng và Nhà nước Việt Nam và các đại sứ quán Việt Nam sau này khi điều tra ra những vấn đề, phát hiện số tiền tham nhũng đó phải thu hồi được. Và số tiền này phải được trả lại cho những bà con Việt Kiều ở Đức, vì danh sách hiện nay đang nằm trong các tòa đại sứ quán cũng như các tổng lãnh sự quán. Nên việc tìm hiểu để trao trả lại số tiền mà các quan chức của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc trong các tòa đại sứ quán này lấy của họ một cách bất hợp pháp sẽ cần được làm rõ. Còn nếu sự việc chỉ dừng lại ở hai cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Đức và sau đó chìm xuồng, thì cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành vô dụng và nó chỉ mang tính chất tuyên truyền và mị dân mà thôi. Cũng như tờ Thời báo .d đã từng đưa tin, rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cán bộ cấp cao, họ đã mượn cớ sang Đức đi châu Âu công tác. Nhưng sang tới đây thì họ lại trở nên dở thói, ăn chơi, sa đọa. Và ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là một trong những điển hình trong việc phá bỏ thứ đạo đức giả tạo mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường rên rỉ với các đảng viên của mình là học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng dường như càng học thì các cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam càng hư đốn, càng tham nhũng nhiều với nhiều thủ đoạn tinh vi và ma quái. Mặc dù cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Đức đã trấn lột tiền của kiều bào một cách dã man như thế, nhưng một số người ở đây thì họ vẫn mù quáng, hô hào tham gia các tổ chức xã hội dân sự trá hình do các Đại sứ quán Việt Nam ở Đức lập ra để tiếp tục nhằm thao túng và bóc lột cộng đồng người Việt Nam ở đây.
đây chính là một tội ác mà một số chủ doanh nghiệp, một số cá nhân ở Đức cần phải suy nghĩ lại khi họ tiếp tay làm những hành động như vậy. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng còn chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam thì những vụ ăn đậm, chấn lột tiền của kiều bào sẽ vẫn còn tiếp diễn ra trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Ông Tổng bê cái lò đến Đức, Sứ quán Việt Nam chạy nháo nhào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quá hài, ca sĩ Vy Oanh choáng Mỹ rồi lại gào lên đòi Mỹ cứu. Trên mạng truyền thông xã hội đang lan tỏa rất mạnh đoạn video ngắn được cho là của ca sĩ Vy Oanh bế con kêu gào nước Mỹ giúp cho xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đây là tình cảnh cũng của rất nhiều người Việt Nam khi họ có vấn đề với nhà cầm quyền trong nước thì những hồ sơ xuất cảnh của họ đã bị dừng lại và thậm chí có những người bị thu hộ chiếu. Cô Vy Oanh cũng cho rằng mình có 3 người con, trong đó đã có 2 người con mang quốc tịch Mỹ rồi. Chính qua đoạn video này thì người ta mới biết rằng cô Vy Oanh đang bị cấm xuất cảnh. Và điều đặc biệt là trước đây trên cũng mạng truyền thông xã hội cũng như các trang YouTube cũng lan tỏa rất nhiều video clip với hình ảnh cô ca sĩ này say sưa hát các bài hát cổ vũ cho việc tiêu diệt kẻ thù, đó là đế quốc Mỹ. Và tình trạng này ở Việt Nam không phải là hiếm, khi chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang còn đương chức thì họ gào thét và hô hào cho việc chống Mỹ, tiêu diệt Mỹ, căm ghét chủ nghĩa tư bản và chỉ yêu chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Nhưng khi đưa con đi du học thì họ không hề gửi sang Nga cũng như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Campuchia mà họ lại gửi thẳng sang Mỹ, nơi cái đất nước mà chính họ trước đó đã vô cùng căm ghét trên mạng truyền thông xã hội. Như vậy, điều đó chứng tỏ việc gì? Đó là việc các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói một đường nhưng họ làm một nẻo. Các bạn cũng phải biết rằng tại Mỹ, chi phí cho du học không phải là rẻ. Có những quan chức như con của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã được phát hiện ra du học ở Mỹ và chi phí có thể lên tới hàng trăm ngàn USD cho mỗi năm và lương của ông không thể nào đủ được. Vậy câu hỏi đặt ra là số tiền đó từ đâu mà có? Rất đơn giản, từ tham nhũng, từ hối lộ và từ lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh con ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã du học tại Mỹ rất nhiều năm trời và sau đó được bố trí quay về Việt Nam để làm công tác đoàn, tiếp tục ngòi lên. Và trước đó nữa chúng ta cũng thấy còn cựu Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tân Dũng cũng cho học bên Anh và du học bên Mỹ. Mặc dù vậy nhưng hàng ngày họ vẫn kêu gào chống Mỹ. Ngay cả tại Đức cũng có những người làm việc cho nước Đức rất lâu như ông Hồ Ngọc Thắng. Mặc dù làm việc ăn lương của nước tư bản, nhưng ông ta vẫn thường xuyên viết báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam để ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, phê phán chủ nghĩa tư bản là nước Đức nơi ông ta đang sống và nhận lương. Nhưng kết quả cuối cùng thì Thời báo.d cũng đã miêu tả ông ta đã bị đuổi việc. Được biết, cô ca sĩ Vy Oanh đang dính vào vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, người đã bị tạm giam cả năm nay chỉ vì lên tiếng trên mạng xã hội bóc phốt nhiều người khác và trong đó có cả quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chính vì điều này mà ca sĩ Vy Oanh đã bị cảnh sát điều tra Việt Nam gửi giấy triệu tập với lý do là bị con bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Quang Tuấn kiện vì đã gây ra tác hại rất lớn cho mẹ của ông. Vụ kiện chưa đi đến đâu, chưa được giải quyết. Bà Nguyễn Phương Hằng thì vẫn đang bị tạm giam ở trong tù. Cũng có thể đây là lý do chính khiến cho ca sĩ Vy Oanh bị cấm xuất cảnh tạm thời. Và đến lúc này thì cô ca sĩ lại kêu gọi nước Mỹ cứu giúp. Nhưng được biết với loại giấy tờ thường trú nhân như cô Vy Oanh thì không mang quốc tịch Mỹ mà cô vẫn mang quốc tịch của Việt Nam. Thì khi cô phạm tội hoặc có nghi phạm ở Việt Nam thì cô sẽ bị xét xử theo luật pháp Việt Nam và nước Mỹ không thể can thiệp được.
vì đương nhiên cô không phải là công dân Mỹ. Trong vụ việc này, nhà báo Hàn Ni cũng là một trong những người bị bà Phương Hằng kiện. Người này đã bị bắt tạm giam trong thời gian gần đây. Có lẽ đây là bài học và là lời cảnh báo rất mạnh mẽ đến cô ca sĩ Vy Oanh, nên cô ta đã hoảng loạn lên mạng kêu gọi nước Mỹ giúp đỡ. Tuy nhiên ở Việt Nam, như các bạn đã biết, công an thường hay làm tiền khi có cơ hội. Mà ở đây có thể họ làm tiền cả từ những người bị hại và những người bị cáo. Mà cụ thể nhất là gần đây, như ông Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, đã từng nhận nhiều chục tỷ đồng để lo chạy án chỉ cho một vụ. Gần đây hơn nữa là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cũng đã bị bắt giam vì ăn tiền chạy án hàng triệu đô la. Đảng Cộng sản Việt Nam là thế. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn kêu gọi làm trong sạch, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng dường như càng học thì tham nhũng càng nhiều, các quan tham càng ăn những cú lớn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Quá hài, ca sĩ Vy Oanh choảng Mỹ rồi lại gào lên đòi Mỹ cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.